Hơn 5 giờ sáng ngày 27 tháng 10, nam tài xế điều khiển chiếc xe tải biển số 95H01074 chạy trên đường tỉnh lộ 824 hướng từ Long An đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực thuộc ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chiếc xe bất ngờ húc bay nhiều đoạn giải phân cách thép ở giữa đường rồi lao vào tiệm bán tạp hóa. Hình ảnh camera nhà dân gần đó cho thấy, thời điểm trên khi chiếc xe tải lao đến, người đàn ông là chủ tiệm bán tạp hóa kịp thời phát hiện, xoay người tránh sang một bên, thoát nạn trong gang tấc. Ngoài ra, một người chạy xe máy trên đường cũng may mắn thoát nạn khi suýt bị chiếc xe tải tông trúng. Tại hiện trường, một số tủ kính, quạt và nhiều hàng hóa trưng bày trước tiệm tạp hóa bị bể, hư hỏng. Một phần khung sắt cửa cuốn, mái hiên tiệm tạp hóa bị xe tải húc hư hại. Đến trưa cùng ngày, chủ tiệm tạp hóa vẫn đang tiến hành thu dọn hiện trường và cho biết ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 70 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tài xế nói do buồn ngủ nên lạc tay lái.